Dạ, em xin chào mọi người. Thì có nhiều anh em hỏi em là những cái con loa Vox mini này, hôm em test đàn cái con màu đen ấy, thì hôm nay em làm cái clip này để em giới thiệu với mọi người cái dòng Vox mini này nha. Hiện tại thì bên em đang còn những cái mẫu như này ha, và một con màu đen giống như trong cái clip trước em có giới thiệu á. Đó. Thì con này màu trắng là full box nha mọi người. Đấy, nó còn cái hộp của nó nè. Mini 3 gen 2 nha mọi người. Đó. Đây. Đây là tất cả chức năng bên trong. Ha, thì nó sẽ có bao gồm nhiều hệ tiếng giả lập các loại am. Có BTW clean này, có nghĩa là cái tiếng cây đàn mình ghim vô là nó sẽ thật cái tiếng thật của cây đàn ha. Rồi đây là giả lập cái loa Black Star ha. Rồi đây là Twist ha. Rồi AC15, AC30. Rồi những cái dòng có gen nè, UK70S, 80S. Đó, rồi này là gen nặng nè, để đánh metal nè, Kali metal, UH2 gen. Đây mình có thể chỉnh được cái gen lớn nhỏ của nó nè, độ sáng tối, tone là độ sáng tối nè mọi người. Còn đây là volume. Đặc biệt của am này nó có một cái chỗ này là để chi mọi người biết không, là để hát, mình có thể cắm một cái mic vô đây mình hát và hiệu ứng của nó sẽ được truyền qua bên này, đó là mình sẽ có echo, đó hát sẽ có echo hoặc là reverb nha mọi người. Đó, mình có thể chỉnh, mà chỉnh cái này thì nó là chỉnh luôn tiếng đàn nha mọi người. Rồi bên này có cơm, có cho rớt để điểm hát nè, rất là tiện mọi người. Đây là cổng out in là để mở nhạc ha, để mở nhạc ở ngoài vô để nghe nhạc, hoặc là mở cái track lên để tập luyện, hay là cổng phone để không làm phiền tới người khác nha mọi người. Đây có tuner để chỉnh dây. Rồi am cực kỳ gọn luôn, rất là sang nha mọi người, rất là sang. Rồi am này thì được sử dụng nguồn 12V nha mọi người. Em bán ra em sẽ kèm một cái adapter zin của nó nha. Đây, đây là củ loa và bên trong có sử dụng pin nha. Mình có thể tháo ra tháo vào rất là tiện ha. Đó, sử dụng pin này. Sử dụng pin bình thường của mình thôi. Củ loa bên trong nè. Đẹp không mọi người? Rồi. Và con này, cái con màu trắng full box này em bán với giá là 2 triệu rưỡi nha mọi người. 2 triệu rưỡi. Màu trắng rất là sang full box, em đang còn 2 con thôi mọi người. 2 con full box. Đó. Full box rất là đẹp, giấy tờ đầy đủ nha mọi người. Còn bản hướng dẫn sử dụng và giấy tờ của nó luôn. Rồi, box mini gen mini 3 gen 2 giá 2 triệu rưỡi nha mọi người. Rồi tiếp theo là còn những mẫu như này. Những mẫu này rất đẹp. Nhìn khá là sang nha mọi người. Rồi, chức năng thì nó cũng không có thay đổi lắm ha. Chức năng thì y chang. Nè, cái tên của nó mini gen 2. Mini 3 gen 2 đó, chức năng y chang nhau, nó chỉ khác cái vẻ bên ngoài thôi. Còn con này là mini box DA5 mọi người. Box DA5 thì con này chỉ được đánh đàn thôi, chỉ đánh đàn thôi nha. Box DA5 con này chỉ đánh đàn thôi và nó có nhiều hệ tiếng, nó khác với con kia, khác với con mini 3 nha mọi người. Đây lên 1, lên 2, blue ha, run. Rồi 2 gen 1 2 3 là nhẹ nặng, vừa với nặng. Rồi ride. Ở đây mình chỉnh độ ride của nó nè, chỉnh sáng tối nè. Volume tổng ha. Còn đây là hiệu ứng nè mọi người, rất là nhiều hiệu ứng luôn. Nhiều hiệu ứng hơn là con mini 3 lúc nãy nha. Reverb, delay, rồi nó có kết hợp hai ba cái lại với nhau nữa nè. Đó, và mẫu mã của nó như này. Đây là dòng DA5 nha mọi người, box mini DA5. Đây là đó, công suất adapter. Có mic nè mọi người. À có mic nữa này. Đây có mic nha, chỉnh volume của mic để hát luôn. Đây là AUX sử dụng line 6.5. Line chắc 6 ly chứ, em nhầm, em xin lỗi. Đây là chỉnh công suất nè. Rồi con này em bán với giá là 2 triệu 2 kèm adapter nha mọi người. 2 triệu 2
Đây em cũng còn mấy con nha mọi người. Đây cũng là DA5 nha mọi người. DA5 nhưng mà chữ vàng. Rồi, đây là dòng Fox Mini Mini 3. Cũng y chang như cái màu trắng thôi, nó chỉ khác cái công tắc. Tắt này bật lên bật xuống, còn cái kia là phải nhấn giữ nha mọi người. Nhấn giữ khoảng 2 giây. Đó. Rồi. Chức năng thì y chang nhau. Rồi, mọi người thích con nào thì chụp hình lại gửi cho em nha. Hoặc là điện thoại cho em. Rồi, em cảm ơn mọi người ạ.